tử vi tuổi Tuất tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất, họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế, ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, cục diện nhị hợp, cho nên trong thời điểm này, tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều. Vậy trong tháng này, các gia chủ tuổi Tuất sẽ gặp những hung tinh, các tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý hay không? Và cách hóa giải ra sao? Xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuổi Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tuất. Tuy nhiên có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tuất sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3 năm 2021, từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp làm Mậu Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 2 năm 2021, tức ngày 2 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 và Giáp Tuất sinh năm 1994. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang phát bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 2 năm 2021, tức ngày 1 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 2 âm lịch của người tuổi Tuất cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người ở xung quanh. Nhị hợp ở tháng này sẽ giúp cho những người tuổi Tuất trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy được sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc, khiến mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi suôn sẻ. Tháng 2 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện đối với những người thuộc con giáp Tuất. Với những người tuổi Tuất trẻ tuổi, nhiều tham vọng thì tháng 2 này không phải là tháng quá may mắn. Bạn cần bình tâm trở lại, nên đặt sự ổn định lên đầu, không nên đầu tư vào các dự án mới trong thời gian này. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì gia chủ nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đặc biệt sẽ là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón được tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tháng này gia chủ tuổi Tuất có nhị hợp nâng đỡ nên nhìn chung về tài lộc khá ổn định. Việc làm ăn, hợp tác rất tốt, nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Người làm kinh doanh nói chung công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở thêm được nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm, đầu tư lớn cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào, phòng bị lừa gạt. Những gia chủ tuổi Tuất là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhạy ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát cũng nhiều tiền bạc trong tháng 2 âm lịch. Những gia chủ tuổi Tuất trong tháng này về vấn đề tài lộc ở mức bình thường, không có đột phá, khuyên gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo đã được khai quang, chỉ chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng 2 âm lịch này có nhiều mối nhân duyên mới cho các gia chủ tuổi Tuất còn đang độc thân. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội, có thể xe duyên với người hàng thương, trộm nhớ. Tuy nhiên, tháng 2 âm lịch sẽ có một số mâu thuẫn nhỏ xảy ra với gia chủ tuổi Tuất đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Đặc biệt trong thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này, bạn sẽ có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Tuất. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu là Mai. Người đã có người yêu lại sẽ bị hiểu nhầm vì những mối quan hệ khác phái thân thiết, có nguy cơ làm rạn nứt mối quan hệ đã có. Cho nên, bạn cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Ngoài ra, để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vật sẽ chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích con đường công danh và vật phẩm phong thủy là cực kỳ hiệu quả trong công việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Hẳn nhiên là khó tránh được bệnh vặt. Tuy nhiên, tinh thần bạn tích cực, lạc quan thì mọi việc đều sẽ ổn định. Người trẻ nên kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi người trung niên nên hạn chế thức khuya, tập luyện hợp lý.
Ngoài ra, áp lực từ công việc là không tránh khỏi với các gia chủ tuổi Tuất trong dịp đầu năm như thế này. Bạn cần sắp xếp, bố trí thời gian biểu hợp lý để vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Thời gian này, bạn cần có một tinh thần lạc quan, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn mới có thể giúp bạn vui vẻ và yêu đời. Để hỗ trợ cho môi trường năng lượng tích cực giúp bạn xua tan những vất vả, mệt mỏi, các gia chủ nên mang bên mình vật phẩm nhà Phật, Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực mà còn giúp bạn thuận lợi và may mắn trong cuộc sống. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, Mậu Tuất, sinh năm 1958. Tân âm kim gặp Mậu Dương Thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mậu Tuất trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những chuyện thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Tuất cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Canh Thân, sinh năm 1970. Vận trình của người tuổi Canh Tuất trong tháng 2 này khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội để thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà trở nên kiêu căng, coi thường người khác. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Ngoài ra, người tuổi Canh Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại bình an, may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tân âm kim ngập Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đồng thời trong tháng này, tuổi Nhâm Tuất trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì đều cần phải suy nghĩ kỹ càng và cần tìm cách nâng cao hiệu quả công việc để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch. Thì những gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Tuổi Tuất, sinh năm 1994. Tân âm kim gặp giáp sừng mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, người tuổi giáp Tuất cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. May mắn trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Ngoài ra, người tuổi Giáp Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc, công việc và các mối quan hệ. Chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Tuất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, về những dự định công việc của quý anh chị trong từng tháng hoặc tử vi 12 con giáp, đặc biệt là những gia chủ giáp Tuất trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ đặt lịch trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.